Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối ngay sau đây với nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc, tác giả của bộ sách mang tên là Văn hóa Việt, nhìn từ tiếng Việt. Nam Hiệp và Bích Thảo xin chào anh Lê Minh Quốc ạ. Xin chào khán giả của VOH. Dạ, Nam Hiệp và Bích Thảo rất vui khi mà hội ngộ trực tiếp cùng với anh trên làn sóng FM 99.9 MHz. Có lẽ là với Bích Thảo thì đây là lần đầu tiên được có cơ hội trò chuyện với anh Lê Minh Quốc qua sóng phát thanh, còn với Nam Hiệp là cũng đã quen thuộc với anh rồi đúng không ạ? Dạ, thật sự khi mà nghe giới thiệu qua về bộ sách của anh á, nghe cái tựa thôi là Bích Thảo đã thấy hấp dẫn rồi. Và Bích Thảo có nói với Nam Hiệp rằng là sau khi trò chuyện với anh xong là tối nay là mình phải ra nhà sách mua liền bộ sách của anh về để xem. Bởi vì với dạ, với chúng tôi là những người làm báo mà lại là làm báo nói nữa, thì cái việc mà sử dụng ngôn từ cần phải trau dồi và học hỏi liên tục. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà Bích Thảo cũng rất là thắc mắc mà muốn hỏi nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc, đó là lý do gì mà anh lại bỏ ra tới 10 năm để thực hiện và đầu tư vào bộ sách chuyên về tiếng Việt mang tên là Văn hóa Việt, nhìn từ tiếng Việt? Thì ngoài cái tình yêu dành cho tiếng Việt, hay là mình còn một cái lý do nào khác nữa ạ? Thật ra nó không có một cái lý do nào khác ngoài cái lý do là cái tình yêu mình dành cho tiếng Việt. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Yeah. Là bởi vì như thế này nè, khi mình nghe những câu ca dao, những câu tục ngữ, nếu mình không hiểu hết ý nghĩa của nó thì mình sẽ không thấy hay. Yeah. Ví dụ như tôi rất thích câu, các bạn cũng rất thích, ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm bún, lưỡi lừa cá xương. Thế là cơm bún là cơm gì? Dạ. Mình phải biết. Mình phải biết thì mình chưa biết thì mình học. Mình phải tìm hiểu. Thế thì trong hàng ngàn, hàng vạn cái từ nói như thế, thì mình bây giờ mình phải tìm về. Thì quá trình đó tôi gọi là quá trình tự học. Tức là vì cái tình yêu tiếng Việt. Nếu mình không hiểu ngữ nghĩa của tiếng Việt, của cái những từ đó, thì mình không cảm xúc hết cái hay, cái đẹp của tiếng Việt. Do đó là tôi thực hiện bộ sách cũng chỉ vì yêu tiếng Việt thôi. Ngoài ra cũng không mục đích gì. Dạ, và tại sao phải là 10 năm và tại sao phải là thời điểm này ạ? Nói như thế này nè. Tức là 10 năm là khoảng thời gian tôi bắt tay làm việc. Dạ. Thật ra trước đây thì tôi đã bắt tay vào cái tìm hiểu ngữ nghĩa tiếng Việt rồi. Tôi nhớ là ngay từ khi tôi đi bộ đội á, đến mãi sau này cũng thế. Bao giờ trong cái sổ tay của tôi, trong túi áo tôi cũng có cái cuốn sổ và cái bút. Tức là những cái từ gì mới, những từ gì lạ thì tôi đều ghi lại. Ghi lại một cách cho biết thêm vậy thôi. Ví dụ đến vùng miền nào, vùng ở Huế, ở Hà Nội có những cái từ gì lạ thì tôi ghi vào, tôi ghi lại. Và sau khi tôi ghi rất nhiều như thế thì 10 năm, đã vì đó là những cái năm mà báo Văn lên Thế Giới và báo Tuổi Trẻ Cười, người ta đặt tôi viết cái chuyên mục về chữ nghĩa nhà văn. Tôi mới đề nghị với họ là trên cơ sở những gì tôi thu thập được lâu nay qua ghi chép để tôi thể hiện trên mặt báo, gọi 10 năm là nó là như thế. Dạ, thì được biết là bộ sách bây giờ mình đã được 3 cuốn ra cùng một lúc với những cái tựa đề như là Chơi Chữ, Chan Chua, Chan Chát Chữ, rồi Dích Dắt, Giặt Diều, Dư Dí Dỏm, và Lưỡi Lương Lẹo, Lẹ Làng, Lắc Léo. Đó, thì rõ ràng là nó gây một cái sự tò mò, thích thú cho bản thân của người đọc bộ sách này. Thì cái điều gì khơi gợi mình phải tìm hiểu với những cái câu chuyện, với những cái điển tích để mà cho ra mắt cái bộ sách này mà tới 3 quyển? Tại sao mình không cho ra riêng lẻ từng cái thời điểm để cho nó có một cái quá trình mà phải để đến bây giờ thì nó đủ chín mùi hay sao ạ? Đúng, để bây giờ thì nó đủ chín mùi hơn. Khi mà tôi viết được 1.000 trang thì tôi muốn là 1.000 trang in. Nếu in ra 1.000 trang in thì tập thì dày quá. Bên nhà xuất bản mới đề nghị là chia thành 3 tập để ra cùng một lúc phát hành. Tức là trong cái bộ sách này ấy, là tôi muốn nhấn mạnh một điều, toàn bộ cái tâm lý, cái tính cách của người Việt là từ ăn chi phối tất cả. Do đó là trong bộ sách này 3 tập các bạn đọc kỹ sẽ thấy là tôi phân như là ăn, tức là trong ăn uống bình thường, ăn học, tức là người ta học hay là người ta ăn đây, ăn chơi, người ta chơi hay là người ta ăn, ăn nói, người ta nói hay là người ta ăn, ăn ở, người ta ở hay là người ta ăn, đúng không ạ? Dạ. Thế thì cái từ ăn đó nó đứng đầu, nó chi phối trong toàn bộ cái tâm lý người Việt. Dạ. Thế thì nó chi phối như thế nào? Thì tôi phải có nhiệm vụ, tôi phải giải thích được cái điều đó. Và tôi nghĩ rằng khi mình giải thích điều đó, các vốn từ tiếng Việt của mình thông qua tất cả các từ mà tôi tìm hiểu, thì nó chính là một cái bước phản ánh về văn hóa
ngôn ngữ, từ ngữ của một dân tộc nó phản ánh về văn hóa của dân tộc đó. Không cách nào khác, đó là một điều chắc chắn. Dân tộc nào cũng thế, cái từ đó, cái ly, cái chén, ba, mẹ, ông, bà, tất cả, nhất là trong ca dao tục ngữ, thì nó đều phản ánh cái văn hóa người Việt. Do đó đặt là văn hóa Việt nhìn từ tiếng Việt, tức là qua tiếng Việt để chúng ta tìm hiểu về văn hóa người Việt. Ví dụ, văn hóa người Việt là gì? Ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Là cái văn hóa của người Việt trong ăn uống đấy chứ. Thế thì nó cụ thể như nào? Tất nhiên, ở đây tôi không làm một cái việc như các nhà nghiên cứu đã làm, tức là đi phân tích về trường phái ngôn ngữ, về tất cả những từ chuyên môn trong ngôn ngữ. Tôi không làm chuyện đó. Tôi làm một cách rất là trao đổi. Nam Hiệp, Bích Thảo, bộ mình và tất cả mọi người cùng có thể trao đổi chung. Đó là quan điểm của tôi khi viết. Do đó tôi đưa vào rất nhiều cái những gì mình hiểu biết về lịch sử, về văn học, về thơ, về văn. Tức là tôi muốn cái câu chuyện kể của mình là câu chuyện về ngữ nghĩa này á, nó liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống. Từ một từ ngữ, một cái từ đó, nó phải liên quan đến cái lịch sử, văn hóa, thơ ca, tác phẩm tiểu thuyết, thì cái từ đó mới tồn tại. Nếu không thì đó là một cái xác từ thôi. Quan điểm như thế. Do đó tôi kể rất đầy đủ. Tôi nói ví dụ về cái nốn, vô duyên giàu mặc áo xa, áo ra đàn áo, người ra đàn người, có duyên giàu mặc áo tơi, đầu đội nốn cờ, duyên và cụ duyên. Thế thì chúng ta hiểu thế nào về từ cờ? Khi phân tích về từ cờ rồi á, thì tôi phải nghĩ rằng á, nhiều bạn đọc bây giờ người ta chưa biết, tôi phải kể cho người ta nghe các câu chuyện trong tác phẩm mở đầu cho văn học Việt Nam về phóng sự, đó là Tôi kéo xe của Tâm Lan. Thì trong đó một nhân vật trong đó với kể rằng với cái nốn cờ của người phu xe thầy Pháp thì nó như thế nào, người ta dùng để hút nước, dùng để che mắt cho khỏi chói nắng để ngủ, người ta có thể là dùng để khi mình giặt quần áo người ta bỏ lên đó, người ta vừa đi, người ta có thể là vừa đội nón vừa phơi quần áo lên đó cho nó mau khô, vân vân và vân vân. Trong tác phẩm đó là Tâm Lan viết rất đầy đủ. Chưa dừng người đó thì tôi nghĩ rằng trong thời tôi đi bộ đội thì cái nón cối nó đã sử dụng thế nào thì tôi cũng phải lại vận dụng và đưa vào nữa. Tức là câu chuyện tôi kể về từ ở đây nó không bó gọn một từ mà nó mở rộng ra, lan man ra các chuyện khác. Ví dụ như về tiền, thế bây giờ các bạn biết là tiền đẻ là gì không? Thì chắc chắn là nhiều bạn không biết. Thì tôi mới kể một cái câu chuyện của nhà văn Nguyễn Công Hoan đã viết về về chuyện là tiền đẻ. Tức là đại khái tôi nói nhanh nhanh gọn, có một người nói rằng là ông ta có cái thủ thuật làm cho tiền nó đẻ ra. Ai đưa tiền đến nơi thì ông ta sẽ làm cho tiền một số một đồng thành 10 đồng. Cả làng cả xóm ùn ùn vào đưa tiền cho ông ta làm để cho tiền nó đẻ ra. Thế thì vào một ngày được trời, sau khi là làm các thủ thuật thì ông ta ôm số tiền đó bỏ trốn đi. Thế thì gọi là cái từ tiền đẻ ngay từ thời pháp thuật đã có rồi. Thế thì không thể dừng ở đó. Tôi nghĩ là các bạn có nhớ cái vụ mà những cái biến đồng đô la, đồng giấy đen thành đồng đô la không ạ? Dạ, Bích Thảo chưa nghe về việc đó anh. Tức là có một sự lừa đảo của một nhóm người nước ngoài. Dạ. Mới vô Việt Nam, người ta nói là người ta mang rất nhiều đô la. Dạ. Nhưng người ta không có tiền để đóng thuế. Và số tiền đó là nó quá lớn, nhà nước Việt Nam không cho phép. Thế thì họ mang được cái số tiền đó. Để mang số tiền đó, họ phải nhuộm đen toàn bộ số tiền đó. Và khi đến nơi, họ cần một số tiền để mua hóa chất. Ai cho họ vay tiền để mua chắc thì họ sẽ trả lại bằng số tiền nhiều, rất nhiều lần. Thế thì đó là một cái thủ thuật. Báo chí của mình đã nói ầm ầm về chuyện này mà. Thế thì số tiền đô la đó, số tiền giấy đó, thực ra đó là giấy, nó nhuộm đen chứ không có đô la, bỏ vào trong nước hóa chắc và họ nhanh tay đó rút ra cái tờ đô la thật, nó đưa cho mình thấy. Và mình tưởng thật đó là một khối tiền đô la. Mình bỏ tiền vô để mua hóa chắc. Ngay lập tức nó lấy cái số tiền rồi cho mình hùn vào mua chắc thì nó bỏ nó trốn. Tức là vụ lừa tiền, tức là từ vụ đẻ tiền thời Nguyễn Công Hoan đến vụ lừa tiền của thế kỷ này thì nó xảy ra như thế nào. Đó, tức là câu chuyện về tiền. Vì tất cả mọi câu chuyện các bạn đọc kỹ sẽ thấy nó sẽ không dừng lại một từ. Nghe hay quá. Từ một từ mà nó liên quan đến rất nhiều về lịch sử, về văn hóa, về ẩm thực, rồi về nghề nghiệp nữa, đúng anh? Thì mình phải viết thôi. Tức là tôi muốn viết là như thế này. Tiếng Việt thì Nam Hiệp bàn cũng được, tôi bàn cũng được, bất kỳ ai bàn cũng được. Chúng ta cùng bàn được tiếng Việt. Thế thì chúng ta phải chọn cái cách kể chuyện, cách
trao đổi như thế nào để mọi người cùng tham gia trao đổi. Đấy là cuốn sách tôi viết mục đích như thế. Dạ, anh là hình như nghe giọng anh là mình là người gốc miền Trung đúng không anh? Đúng, mình người gốc miền Trung. Dạ, ở tỉnh nào anh hả? Ở Đà Nẵng à. À, ở Đà Nẵng. Vậy thưa anh, khi mà mình viết cái bộ sách này đó anh, thì cái ngôn từ rồi cái chất liệu ngôn ngữ theo anh là ở cái vùng miền nào mà anh đưa vào cái quyển sách này thì nó nhiều nhất anh hả? Tôi là một người quan điểm không có vùng miền. Dạ. Dạ. Tôi quan điểm không có vùng miền. Nó không có vùng miền bởi vì Việt Nam là một khối văn hóa thống nhất từ Nam chí Bắc. Tất nhiên nó có chỉ gì biệt. Cũng cải lương, cũng bài tròi, nhưng bài tròi ở Quảng Nam nó khác với bài tròi ở Nghĩa Bình. Yeah, khác với bài tròi ở Phú Yên, đúng không ạ? Yeah, tức là nó cũng bài tròi nhưng có sự dị biệt. Cải lương ở miền Nam khi ra Bắc nó cũng có sự khác đi, dù nó cải lương. Thế thì cái vấn đề tôi đặt ra ở đây á, tôi khảo sát của tiếng Việt là các vùng miền. Yeah. Vùng miền nào có từ nào lạ, có từ nào mới, có từ nào nó hay. Yeah. Thì tôi đều khảo sát. À, ví dụ như là người Huế thì nó là mô tê răng rứa. Yeah. Thì mình phải giải thích. Thế thì khi đến Phú Yên hạn, mình nghe chỉ dãy, dãy na, nậu à. Thế thì những cái từ đó như thế nào? Thế trong cuốn sách của tôi là đề cập đến toàn bộ, đến các từ của các vùng miền. Yeah. Chứ không có phân biệt gì cả. Vâng, chúng ta có thể tìm hiểu qua truyền thông. Thì với bộ sách lần này của anh Lê Minh Quốc thì có những cái câu hỏi đặt ra mà liên quan đến những cái điển tích hay là những nguồn gốc của những cái câu mà mình rất là hay dùng, như là múc mùa Lệ Thủy là làm sao, nó có liên quan gì đến nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy hay không, rồi nấu sử Thôi Kinh, rồi sông Lan hay là sông Loan, chém gió méo mó tiếng Việt, những cái từ mình rất là hay dùng. Nhưng mà cái nguồn gốc sâu xa thì rõ ràng là với quyển sách này thì được lý giải theo cái cách của anh Lê Minh Quốc. Thì không biết là mình tìm hiểu như thế nào, từ cái nguồn như thế nào anh hả, để mà có thể cho ra một cái dữ liệu tương đối là gọi là chính xác mà nó tương đối nó khoa học một tí ạ. Tức là một, tôi không tranh luận với bất kỳ một cái quan điểm, một cái suy nghĩ của bất kỳ ai về cái từ đó. Dạ. Mỗi người đều có một cái sự lý giải, là sự tôn trọng đầu tiên. Dạ. Thứ hai, tôi đứng ở trên cơ sở các bậc thầy của mình. Đó là gì? Từ điển. Dạ. Toàn bộ các từ khi mà tôi dẫn chứng đều từ điển. Từ điển từ Việt Bùa La 1651, từ điển Đại Nam Quốc Âm Từ Vị 1895, Việt Nam từ điển 1931 của Hà Nội, tức là nguồn từ điển của Bắc Trung Nam. Tôi cố gắng một cách làm thế nào thu thập cho bằng được từ điển. Tất nhiên là nó không đủ, đúng không ạ? Dạ. Từ điển là kim chỉ nam. Thứ hai là các vốn từ Việt vay mượn từ tiếng Pháp, vay mượn từ tiếng Anh, vay mượn từ tiếng Hán. Thì để trả lời câu hỏi đó thì tôi phải có từ điển. Dạ. Nhưng tôi nghĩ rằng vẫn chưa đủ, từ điển vẫn chưa đủ. Nó, mình phải tìm hiểu là cái từ đó khi đưa vào tác phẩm văn học nó như thế nào. Ví dụ là Năm Cao viết về chiếc phèo, là lúc mà ăn bát cháo hành của thức dậy vào rạng sáng. Yeah. Thì nghe tiếng chó cắn lao sao. Thế từ cắn này á là gì? Là gì ạ? À? Cắn là nghĩa là sủa, tiếng chó sủa. Yeah. Thế thì qua năm tháng tiếng Việt của mình nó có thay đổi. Chó cắn lao sao là không phải là con chó nó cắn mình, mà đó tiếng chó sủa. Yeah. Thế thì tôi phải tìm vào trong cái tác phẩm của văn học đó, là có các nhà văn người ta sử dụng như thế nào. Đó là nguồn thứ hai. Tiếp đó mình phải hỏi thêm những người chung quanh. Ví dụ như Nam Hiệp người Nam, tôi phải hỏi Nam Hiệp là cái từ đó, cái nghĩa đó nó như thế nào. Dạ. Cái nghĩa nó như thế nào. Ví dụ người đó người Bắc, tôi phải hỏi người Bắc là cái nghĩa nó như thế nào. Tôi phải hỏi người đương thời. Thì ý tôi muốn nói là chia sẻ trở lại á, ai cũng có thể nói về tiếng Việt là chỗ đó. Tức là mình phải học từ những người đương thời. Do đó khi mà nói điều này thì có thể các bạn cắt đi nếu bạn ngại. Tôi cực kỳ thấy phản cảm cái đây trên đài truyền hình hiện nay. Nó có chương trình là Vua Tiếng Việt. Khi anh nói anh Vua Tiếng Việt là anh không hiểu gì về cái đặc trưng tiếng Việt cả. Đặc trưng tiếng Việt của chúng ta ngoài cái tiếng phổ thông. Yeah. Đi, đứng, đâu, đó. Thì đó tiếng phổ thông Bắc Trung Nam hiểu. Nhưng nó có cái từ địa phương. Tiếng mô rửa. Mì mô rửa mì. Đúng rồi. Ra đi, ra đi ra mô.
đó là cái từ địa phương của miền Trung. Dạ. Thì anh ngoài Bắc anh không hiểu được, anh ở trong trong Nam anh không hiểu được. Thế thì làm gì có chuyện là vua tiếng Việt ở đây? Tiếng Việt nó tùy vùng miền, người ta có thủ âm, thủ ngữ khác nhau. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Do đó, tôi quan niệm rằng cái cụm từ đặt cuộc thi gọi là vua tiếng Việt rất phản cảm và không hiểu về đặc trưng là một. Cái thứ hai, mỗi vùng miền, mỗi từ đó nó đều bình đẳng như nhau. Dạ. Trong cái từ toàn dân thì đều như nhau cả. Do đó, thì như trở lại vấn đề, vì sao Nam Hiệp với Bích Thảo nói là học gì mà 10 năm dữ vậy? Thì bây giờ 10 năm là cái gì đâu? Nếu chúng ta muốn tìm hiểu về cái từ từ địa phương, ví dụ bạn ra Nghệ Tĩnh, Côn Tru, cái Bù, thì bạn không học à? Làm sao bạn hiểu? Dạ. Người ta nói Côn Trâu, cái Bầu. Thế thì vua tiếng Việt nào, nếu anh người Bắc làm sao hiểu được? Nếu anh người Nam sao mình hiểu được từ đó? Đúng không ạ? Dạ. Thì là học là chỗ đó. Và khi chúng ta học về từ địa phương, thủ âm, thủ ngữ của từng vùng miền, chúng ta yêu cái vùng đất mình hơn, chúng ta yêu quê hương đất nước hơn. Đó là cái điều tôi muốn chứng minh qua cái tập sách của mình là vậy. Dạ, như vậy là vẫn còn một trữ lượng khá lớn của tiếng Việt, và chắc chắn là anh Lê Minh Quốc sẽ còn tìm hiểu và sẽ cho ra những cái bộ sách tiếp theo, đúng không anh? Đúng, hiện bây giờ là cũng đang tiếp tục viết đây. Dạ. Bởi vì tôi nghĩ rằng là đây là cái công việc tôi làm từ đây đến hết đời. Mặc dù hết đời thì chả biết bao giờ hết, nhưng năm nay đã 60 rồi. Dạ. Nghĩ là khoảng thời gian còn lại tôi tập trung vào làm các công việc này, nó ích lợi cho mình và may ra ích lợi cho thế hệ trẻ, cho nhiều người. Dạ. Một cái tinh thần là yêu tiếng Việt. Dạ. Dạ. À, thưa anh, như hồi nãy Bích Thảo có nói đó, là đọc sơ qua về những cái tiêu đề bộ sách của anh là đã thấy hấp dẫn rồi và chắc chắn là phải đi mua sách rồi. Mà nghe qua cái phần chia sẻ của anh á, thì thấy rõ ràng là cái sự kỳ công và nó rất là cần thiết, không chỉ đối với chúng ta mà chúng ta có thể dạy cho con cái của mình thêm yêu tiếng Việt. Với những cái câu nói mà hồi nãy Nam Hiệp có chia sẻ đó, ví dụ như múc mùa lệ thủy nè, nấu sữa sôi kinh, thì bây giờ tại Bích Thảo nôn nóng quá muốn biết muốn biết cái nguồn gốc từ những cái câu nói này như thế nào. Ví dụ như múc mùa lệ thủy đi, thì sẵn đây không biết nhà thơ Lê Minh Quốc có thể bật mí liền không? Nhiều khi chờ đợi mua sách về coi cũng nóng ruột quá. À đó, các bạn thấy xem đó, cái tiếng Việt nó thú vị chưa? Dạ. Dù câu múc mùa lệ thủy có liên quan đến nghệ sĩ Lệ Thủy không? Không anh? À, có liên quan không thì tôi trả lời như thế này, thì các bạn thấy có hợp lý không nha? Tức là tôi đặt vấn đề là cái múc mùa lệ thủy này á, là người ta đó nói là một, nó là tâm lý người miền Nam rất thích cải lương. Dạ. Múc mùa lệ thủy rành sáu câu dạ. Cổ dạ, thanh minh thanh nga bài bản tổ, đúng rồi, đúng rồi. Vâng, nó nhiều lắm, nó nói là một tâm lý của cư dân vùng đất mới. Dạ. Nam thích loại hình nghệ thuật mới cải lương. Thế thì câu múc mùa lệ thủy có thể ra đời từ cái tình yêu dành cho nghệ sĩ Lệ Thủy hay không thì tôi không dám trả lời. Tôi cái lời mời bạn xin để bạn đọc cao kiến có ý kiến thêm. Yeah. Tại đó In Martinian thì hàng loạt ý kiến phản ánh lại là hỏi miền Nam, họ nghe câu múa mùa Lệ Thủy là nói về Lệ Thủy. À. Trong khi đó ngoài miền Trung cụ thể là Quảng Bình là cũng có huyện Lệ Thủy. Dạ. Do đó người ta nói không, cái câu là câu của ngoài tôi. À. Người ta nói Lệ Thủy là cái múc mùa Lệ Thủy là nói về cái cánh đồng Lệ Thủy ở Quảng Bình. Dạ. Quảng Bình á thì nó như thế. Dạ. Mênh mông lắm, đi mà không bây giờ hết. Thế thì bây giờ thì mình nói bên nào đúng bên nào sai. Tôi nói là trong Nam đúng là vì câu đó đã đưa vào từ điển. Dạ. Và cái câu người Quảng Bình có nói không thì tôi không dám phê bình, tôi không đề cập tới. Và cũng xin nói là như thế này nè, là theo tôi nha, sắp tới nữa thì tôi sẽ trong cái cuốn mà sẽ ra trở lại vấn đề này, tôi đưa ý kiến của nghệ sĩ Lệ Thủy vào. Nghệ sĩ Lệ Thủy cho biết rằng là khoảng thập niên 60-70 cô có đi ở các tỉnh miền Tây nhưng không nhớ cụ thể là tỉnh nào. Cô đã nghe người ta nói đến câu đó múc mùa Lệ Thủy. Dạ. Là ngủ như khen ngợi. Dạ. Múc mùa là gì? Là ví dụ như người cô có kể người hai người đàn ông ngồi nhậu với nhau, đúng không? Uống cái tốt, uống cái rồ, uống cái rẹt, uống liền. Cái giọng ca của cô Lệ Thủy cũng thế, đúng không? Dạ. Đó là cái lời khen dành cho cô, cái lời của nghệ sĩ Lệ Thủy.
Tôi vẫn chưa có thể chốt hạ vấn đề này, chưa thể phải tìm tiếp. Thế thì nó phải đặt ra vấn đề này. Thế thì bây giờ chúng ta coi là chúng ta nếu mà tìm một cách kỳ công á, để câu này á, báo chí thời đó thập niên 60-70 có nói, có dùng cái từ múc mùa Lệ Thủy dành cho cô Lệ Thủy hay không, nó phải có giấy trắng mực đen. Cái câu đó khi phê bình, khi nhận định những vở cải lương có Lệ Thủy đó, người ta có sử dụng câu đó dành cho Lệ Thủy hay không? Đó, nó phải có. Đó là một chứng cứ về mặt văn bản học, đúng không? Dạ. Rồi, thế thì nhưng là các bạn cũng có thể là phản biện lại. Anh Quốc ơi, anh nói như vậy nhưng như thế này, nhưng sự thật nó như này nè. Tức là các câu nói múc mùa Lệ Thủy chỉ phổ biến trong cái giới bình dân, trong cái giới mộ điệu. Dạ. Lương thôi. Ừ. Người ta phổ biến lẫn nhau thôi. Đúng ông rồi. Nhà báo không biết. Ông nhà báo ở Sài Gòn á, ông không biết. Dạ. Chỉ là một cái nhóm cư dân mộ điệu cải lương ở miền Tây Nam Bộ, người ta dùng từ đó dành cho Lệ Thủy. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Thì do đó nó không xuất hiện để mặt báo. Dạ. Đúng không, có lý không? Đúng rồi. Đó là một lý. Thế thì cái câu đó dần dà về sau, câu nói của bà con ở miền Tây mình, dạ, nó trở thành câu phổ biến chung. Dạ. Thế thì cái nguồn gốc của nó thế nào vẫn chưa thể kết luận được. Do dạ, tôi với kết luận là như này nè. Khi chúng ta tìm về một cái câu nói, lời ăn tiếng nói của ông bà xưa, ông bà mình để lại, nó gian nan lắm. Đúng nó rồi. Không đơn giản đâu. Dạ. Dạ. Nếu mà chúng ta tìm được á, thì chúng ta thấy càng yêu tiếng Việt. Ví dụ như ăn khiến bà chín bẻ răng. Ăn khiến là ăn gì? Ăn khiến là ăn ké, ăn nhờ, ăn chực vào người ta. Đứa nào mà như vậy là bà chín bẻ răng. Thế là bà chín là bà chín nào? Đúng không? Bây giờ các bạn nghe người ta nói câu là thấy phải con bà Bảy. Đúng rồi. Bà Bảy nào? Bà Bảy đó là ai? Dạ con em giờ vẫn đang sử dụng cái đó đó. Phải à, con bà Bảy. Thế thì bà Bảy đó là ai? Khi mà tôi tìm về tiếng Việt là tôi tìm về cái đó. Dạ. Nói là ồ bữa nay một mình tám nghe đã quá. Dạ. Được tám đó từ đâu ra? Đúng không ạ? Đó dạ. Thì trong tiếng Việt các bạn đọc cái bộ đó thì các bạn sẽ thấy thằng luật từ tôi tìm hiểu mà tôi đưa ra tôi lý giải, có cái nói thật là lý giải không được, có cái không lý giải được, nhưng tôi biết như thế nào để cho bạn đọc và để làm gì họ có thể tiếp tục tranh luận thêm cao. Dạ. Đó là mục đích của tôi. Dạ. Cuốn sách này là không phải cuốn sách là mình biết là đúng hay đọc, cái nào đúng thì mình đưa từ điển ra mình chứng minh. Dạ. Cái nào không đúng thì mình xin ý kiến của các nhà ngôn học, và nhất là điều mà tôi cần nhất á là bạn đọc cùng tham gia. Dạ. Vì một nhà ngôn ngữ học vĩ đại nói như thế này, một ngôn ngữ nó tồn tại hay không, một tiếng nói do cái dân tộc đó có sử dụng hay không. Yeah. Nếu chúng ta không sử dụng tiếng Việt sẽ mất. Yeah. Biết bao nhiêu là tử ngữ, biết bao nhiêu tiếng nói bị bắt bởi vì người ta không sử dụng. Bây giờ mình yêu tiếng Việt, như tôi viết cái bài thơ là y nhớ tay gấp tập của tập sách, thì các bạn đọc bạn sẽ thấy. Yeah. Chỉ bằng chúng ta cao rồi, chúng ta đọc tiếng Việt, chúng ta nói tiếng Việt mà chúng ta tìm về ngữ nghĩa của tiếng Việt. Dạ. Thì đó là một cách thể hiện tấm lòng yêu nước của mình. Dạ. Quan điểm như thế. Một bộ sách kỳ công rồi và đã ra đời rồi, nhưng mà rõ ràng là cái hậu từ cuốn sách này nó không dừng lại. Nó có thể đúng kích rồi. Thích sự tò mò người ta, thậm chí là kích thích sự tranh luận, đúng sự rồi. Phản biện đối với tác giả luôn. Nhưng mà thật sự là như anh Quốc chia sẻ là mục đích của anh đã đạt được. Khi mà anh kích thích được cái sự tò mò và thậm chí là cái sự phản biện để chúng ta cùng tìm hiểu và ít ra là chúng ta quan tâm đến tiếng Việt của chúng ta, đúng không anh Quốc? Đúng, đó là cái đó. Bạn nói rất đúng ý tôi. Tôi rất đồng ý. Dạ, dạ, cảm ơn anh Quốc đã trò chuyện rất là thú vị về quyển sách, và chắc chắn là Nam Hiệp Bích Thảo cũng sẽ tìm đến với bộ sách của anh để mà giới thiệu cho nhiều người và giới thiệu cho những đúng người rồi. Thân yêu trong gia đình hay mình quá. Để mà ít nhất là một thế hệ trẻ của chúng ta không xa lánh tiếng Việt và luôn giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, anh Quốc ha. Đúng, hoàn toàn đồng ý với các bạn. Dạ, cảm ơn anh trong buổi trò chuyện ngày hôm nay và xin chúc cho anh hành trình đam mê của mình với bút lực của mình sẽ tiếp tục dồi dào để mà tiếp tục nghiên cứu, khám phá và cho ra đời những cái tác phẩm văn hóa trong thời gian tới, mới nhất đặc biệt là những cái quyển sách gắn liền với tiếng Việt của chúng ta. Dạ. Xin cảm ơn
Nam Hiệp cảm ơn Bích Thảo rất nhiều. Dạ, và bây giờ thì Nam Hiệp Bích Thảo xin được chọn một ca khúc để tặng cho anh Lê Minh Quốc cũng như là những thính giả đang theo dõi chương trình từ nãy giờ. Đó là ca khúc Thương Ca Tiếng Việt, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm, cũng là người đồng hương của anh nhà thơ nhà báo Lê Minh Quốc luôn ạ. Chúng ta cùng nghe Thương Ca Tiếng Việt nhé. Tiếng Việt cha dạy con những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bạn quên cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng Việt trong bài thơ có người xưa chinh phục, ngồi mỏi mòn đợi chờ chinh phục, hoa đã rồi lời ca vẫn còn. Tiếng Việt còn trong mỗi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sao. Tiếng Việt còn trong mỗi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nói đời, đời